Có nhưng mà phải lâu lâu cơ, như bọn em thì phải lâu lâu thì mới Đó. ấy. Em thì em cũng mẹ con em sống ở đây thì em cũng không đi làm thuê được ấy, thì em chỉ mong ước có con các con vật như kiểu con bò này, lợn này các kiểu để Là về chết một con gà thôi. Đấy, hai anh em đang bắt gà về để mổ đấy các bác ạ. Xin kính chào cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa của Núi. Hôm nay thì cháu Thuyên đang có mặt tại nhà em Thím các bác ạ. Ghi hình cho các bác xem cái cuộc sống thường ngày của bốn mẹ con nhé. Đây này, mẹ thì làm việc quần quật từ sáng giờ, các con thì chơi ở ngoài kia. Đang cho lợn ăn à? Đấy, hai con lợn của nhà em Thím mà ngày xưa cô Lan cho đấy. Cô Lan ở dưới Hà Nội đấy các bác. Mua đứt luôn rồi, bây giờ thành tài sản của em là bây giờ khá là lớn rồi các bác này. Con to là bây giờ khoảng 40 cân rồi, con bé thì cũng phải tầm 30 cân rồi. Đấy, nhìn như vậy thôi, mình nhìn ở trên chuồng xuống thì nhìn nó nhỏ thôi, nhưng mà cái loại này trông thế nó rất là chắc thịt các bác nhá. Cám thì ăn như gì? Cám gạo thôi đúng không? Này là ăn cám gạo thôi. Ôi giời ơi, toàn rau thôi các bác. Đây này, gần quay gần cho các bác xem, toàn rau này, không có cái gì đâu. Em Thím chào các bác đã. Vâng, cháu xin chào tất cả các cô, các bác, các anh chị và các mạnh thường quân ạ. Hôm nay thì hai anh em mình có mặt ở đây để chuẩn bị cho cái chuyến vật liệu sắp tới các bác ạ. Xe thì đang lên rồi, hai anh em đang ở nhà chờ. Hôm qua thì cháu Tuyên lên điểm kiểm tra đường, tuy nhiên thì cũng có khả năng là xe vẫn lên được, và hôm nay thì cháu Tuyên lên trước. Sắp xếp tất cả mọi thứ ở dưới kia xong rồi, xe đi vòng đường bên kia, cháu Tuyên đi đường tắt thì lên lên trước, còn em Thím ở nhà thì bây giờ chuẩn bị cho bà con về hộ nữa này, xong là chuẩn bị để xem là mình hạ tôn ở đâu này, sắp xếp tôn ở đâu cho nó phù hợp này, sau đó là anh em thợ lên thì sẽ sử dụng nó dễ hơn. Ăn tốt nhỉ. Đây. Béo. Lần này ăn tốt đấy các bác ạ. Đây, nấu đơn giản thế này nhưng mà ăn tốt lắm. Thích xem à? Thích xem con S à? Hả? Xem con S à? Hả? Nhưng mà sao lấy cái gì che ở kia làm gì? Lấy che để mưa nó không giả gió nó vào, giờ mùa này nó mới lạnh nên là à. nó không Ừ. lạnh mấy thì hơi lợn nó ngửi. À. À, ngon rồi. Đấy, vì nấu được như thế này nó ăn tốt hơn. Mọi lần thì lên là cái thời gian mà bận đi làm ruộng làm nương ấy các bác, thì em cho ăn sống thôi, nên là nó không ăn mấy. Thời gian này thì cứ nấu chín, nhưng mà lấy rau rừng là bắt buộc phải nấu chín đấy đúng không? Còn mình lấy cái rau như là rau lang này hay là rau cỏ ở trong nương này thì cái loại đấy thì mình cho ăn sống được. Còn nếu mà lấy rau rừng thì bắt buộc mình phải nấu, bởi vì rau rừng thì nó là rau tạp cho tất cả mọi thứ thì nó không ăn đâu. Rau rừng thì thường thường nó sẽ thô, ăn nó thô hơn và nó sơ hơn. Thì với lại cái rau rừng ấy thường là sẽ mình lấy cái loại nó cả ngọn ấy thì nó rất là to. Về mình không băm nhỏ hẳn được thì hay là nó khó ăn hơn. Đấy, ăn xong hai xô rồi các bác ạ. Ăn tốt lắm. Có lẽ là hôm nay anh em lên thì khả năng xe nó sẽ hơi chậm, bởi vì là cái đường nó hơi khó các bác ạ. Thì cháu Tuyên ở đây cùng với em Tím sẽ cơm nước một chút, để xíu nữa anh em lái xe và đằng nào thì cũng phải nhờ bà con về ăn cơm nước, thì mình có cái gì mình nấu cái đây thôi, nấu cho lái xe người ta về, nếu mà trường hợp mà về muộn quá không có thức ăn để ăn thì chắc chắn là sẽ đói các bác ạ. Thì dù sao nhà mình cũng ăn thôi, thì một bữa cơm nó cũng chả đáng bao nhiêu, chỉ thêm bát thêm đũa thôi. Đi vào đây thì nó vào vùng sâu vùng xa, vùng kiểu như là vùng vùng đường cụt rồi, nên là để đi tìm được chỗ ăn thì nó cũng khá là khó, nên là cháu Tuyên ở nhà và chuẩn bị cơm nước cho lái xe, cùng với lại xíu nữa là bà con sẽ về về hỗ trợ nữa.
cả em Xá nữa chắc chắn là cũng sẽ lên có mặt ở đây các bác ạ. Cả vợ chồng em Xá luôn đấy, không phải là chỉ riêng em Xá đâu. Cháu Tuyên đang có mặt ở nhà em Thím, và trong thời gian đợi xe thì cháu Tuyên cùng với em Thím xem chuẩn bị một ít đồ ăn thức uống nha các bác nhé. Xem nhà em Thím có gì. Sáng nay thì cháu Tuyên đi chợ, nhưng mà do là đi mua nhiều đồ quá nên là cũng không có chuẩn bị được thức ăn đồ uống cho em Thím, nên là lên đến đây thì có rau ăn rau, có cỏ ăn cỏ nữa các bác ạ, cũng chả có cái gì. Với lại là sáng thì cháu Tuyên cũng khá là bận, gọi điện cho em Xá thì không có gọi được. Thì thôi thì chót lên đến đây rồi cũng cuộc sống bà con như thế nào thì mình theo như thế thôi. Đây có rau cải em Thím chắc nấu cùng với cái hạt đỗ đợt trước mà em Thím có nấu một nồi canh cùng với anh em thợ ăn đấy các bác. Này cơm này, sáng nay vừa nấu chắc ăn sáng. Xem có rau gì không. Ui cái nồi gì đây, nồi không đâu. Đây không, không có gì. Để xíu nữa bảo em Thím xem là tìm xem có cái rau gì không, xem em Thím đang làm gì ở ngoài. Con chó bây giờ xích vào này các bác này, tại vì là thời gian này bà con đang làm nhà trên đấy thì người xóm khác với lại anh em ở nhà bên cạnh bên 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 kia ấy, người ta về giúp đỡ khá là nhiều nên là nó hay đuổi xe thì phải phải xích nó vào đây này. Sát hôm nọ cháu Tuyên lấy về thì còn dư bằng này này, khả năng là tới này mình sử dụng thêm, chỗ nào cần thì sử dụng, còn không là sẽ dư bằng này. Nó không đáng kể đâu các bác ạ, tại vì là hôm nọ cháu Tuyên cũng tính là sẽ lấy dư thêm một chút. Không biết em Thím đi đâu rồi, vừa thấy cho lợn ăn đây chắc đi tìm nhặt rau ở đâu rồi. À đây, đang sửa sửa lại cái vườn ở ngoài kia. Sửa tại vì là cái vườn rau này của em Thím thì hôm qua cháu Tuyên lên thì là thấy em bảo là cái vườn rau này bây giờ phải cuốc như thế này. Cuốc như thế này lên thì em Thím ơi, cái này phải đánh luống lên xong cho phân lợn vào chứ nhỉ? Tầng nào thì cái phân lợn mình cũng làm gì đâu, đúng không? Giải phân lợn vào cho nó khô đi, xong là hắn quái rau vào, em phải làm đúng từng bước như thế nó mới chuẩn được. Cha, búa lửa nè, búa, búa lửa nè. Đây này, lấy cái cây phải cắm ở đây xuống này cho nó xuống hẳn đất như thế này. Đấy, đè xuống như thế này thì gà nó mới không chui vào trong được. Sau đó mình lấp một tí đất vào. Đấy, như thế này thì chắc chắn là cái loại này nó cũng không bền nữa các bác ạ, vì là nó chỉ được khoảng 1 đến 2 năm thôi là nó hỏng rồi. Khi mà mình làm như thế này thì chắc chắn là cỏ nó sẽ mọc kiểu như này, xong là sau này nó xuyên vào đây này thì cái lớp này là nó thành một cái tường bao xung quanh này mọc cỏ hết. Đấy, do vậy là cháu Tuyên mới bảo em Thím là làm sao để mình rào hết xung quanh này. Thì mình trồng rau ở trong này khoảng tầm 2 năm thì nghiễm nhiên là cái xung quanh này này, cái viền này này nó thành một cái lớp cỏ, nó thành một cái tường bao cỏ ấy các bác. Đấy, còn ở trong này thì sẽ sử dụng cái phân lợn để mà rải lên. Đấy, bể phốt đây này các bác này, bể phốt thì anh em thợ xây xong rồi này. Rất là to nhé các bác nhá, rất là to nhé. Cái bể phốt này thì quên rồi. À đây đây, cháu tưởng là quên, tại vì là bể phốt thì bao giờ cũng phải có cái lỗ nước thải. Khi đến đêm thì chỉ bung một hao mà chỉ bao đó hả? Cái này em Thím ơi, cái này phải phải cho nước vào này, đổ nước, cứ cho nước vào đầy hết cả cái hai cái này luôn. Sau này là không phải tháo nước ra nữa, để nguyên nước như thế. Tại vì là cái bể phốt thì bao giờ mình cũng phải cho nước vào các bác ạ. Mình mà không cho nước vào thì sau này mình vệ sinh sau là xả cái phân xuống ấy thì nó sẽ bị đọng và nó bám luôn vào cái mặt xi này này. Đấy, còn mình cho nước vào nhiều thì nguyên tắc nó là như vậy thôi. Cháu Tuyên thì cũng không hiểu rõ lắm về cái nguyên tắc của cái này, nhưng mà cơ bản là cháu cũng thấy rất là nhiều người làm rồi, và ở cái là người ta sẽ cho nước vào thật nhiều, thật đầy bể vào. Thực ra cái lỗ thông này thì nó phù hợp với cái bể 2 ngăn. Còn bể 3 ngăn thì thường là ở thành phố, tức là thành thị ấy, thì người ta sẽ làm bể 3 ngăn. Là ở một ngăn to như thế này thì phân thải từ cái nhà vệ sinh về. Còn ngăn bé như thế này người ta sẽ ngăn đôi ra. Ngăn đôi cái này ra thì cái lỗ thông của kết nối giữa các bể với nhau thì nó sẽ ở mặt hơi trên trên cao một tí.
Còn cái bể như thế này là nó chỉ lọc hai lớp thôi, tại vì là nó cũng xa khu dân cư và xa gia đình nên là cũng không có gì phải lo cả, không có gì đáng ngại. Chỉ đổ nước thật đầy và khi mà nó tràn lên thì nó sẽ chảy ra ngoài. Sao có túi bóng sạch ở đây này. Này, em chỉ ngâm một chí. Cẩn thận con dao này, tí nữa con lại nhắm vào. Cái này phải đóng như này. Cần gì? Thế cái đất này đè lên này. Ui, cái cây bé tí này. Cho nó dài dài lên một tí. Như thế cũng được mà, bây giờ em đóng kiểu này xuống này. Đấy, đóng như thế. Không, đóng thẳng cái đầu này xuống ấy, đấy. Thẳng cái đầu dài ấy. Buồn ngủ. Anh ta là buồn ngủ rồi. Cái này phải hạ xuống thấp đi. Đấy, như thế này là được mà, quan trọng gì. Cái này nó chỉ giữ cái đầu lưới này nó không bị lên thôi. Như thế này này. Xong rồi bớt vào này. Đấy. Đấy, như thế là được mà. Gà con cái thứ nó không vào được là được rồi. Đây là phải lấy cái quà về cào vào. Đây, đoạn này thì nó mới xuống hết được. Đây. Mỗi cái đoạn này nó hơi căng nên là phải ép nó xuống thôi. Còn ở bên trên kia thì nó lỏng nên là không sợ lắm. À, em Thím, cái mộ này rậm rạp như thế này mình có phát cỏ đi được không? Không được anh ạ. Không được á? Vâng. Ồ, thế cứ để cỏ dài như thế này à? Vâng, cái này không được phát anh ạ. Trước cả hai cái mộ ở trên đường ấy, cũng là mộ nhà họ nhà em ấy. Lúc nên là có hai anh em không biết ấy, nên là đi cắt cỏ về hết cho trâu bò. Xong là sau này kiểu như là sau này có ấy, xong là ông bà người ta xem người ta bảo là không được cắt cỏ. Không được cắt cỏ. Vâng. Tức là mình chỉ được kiểu cây nó cao thế này có được chặt ra không? Có cái cây cao cao kiểu kia. Không. Không được động gì luôn. Vâng, kệ nó. Xong là đến nếu mà đến năm nào ấy kiểu như là ở nhà có việc gì ấy thì người ta thầy bói người ta hoặc là thầy cúng người ta xem mà nếu mà có vấn đề ấy thì người ta sẽ tự về gia đình sẽ bảo thầy cúng đó là xác về làm xong là mới phát ra anh ạ, mới phát cỏ cây cỏ nào không thấy ra. Kiểu như là tức nghĩa là đến mùa thanh minh thì nếu như mà đây có làm người Mông có làm thanh minh đâu nhỉ? Có nhưng mà phải lâu lâu cơ, như bọn em thì cứ phải lâu lâu thì mới ấy, còn đây. Nó đi còn mùa chỉ phúc mà hao nữa. Lúa lúa. Còn không giống như dân tộc anh ấy, dân tộc bọn anh là em thấy mấy cô mộ ở đây là người ta năm một nào năm sửa một lần. Vâng, một năm sửa một lần nhưng mà bọn em thì không phải thế, khi nào mà năm nào mà xem nhưng mà xem nhìn thầy bói thầy cũng người ta xem nhìn thấy thì người sẽ sửa còn không thôi. Kiểu thế. Đang trong thời gian anh em cháu Tuyên cùng em Thím chờ xe chuyển vật liệu vào thì anh em đang sửa lại cái vườn và chém gió một tí thôi các bác ạ. Thì theo như phong tục của từng gia đình và từng người thôi. Thì cái mộ này là theo như cái quan điểm thôi nhá, quan điểm riêng thôi nhá các bác nhá. Thì cái cỏ mọc như thế này là không được dụng vào này. Đấy. Là đấy là của người Mông, còn nếu mà người các cái dân tộc khác ở trên vùng cao ấy thì thường là sẽ một năm sửa mộ một lần vào khoảng tháng 3. Đấy, vào tháng 3. Tức là Tết gọi là Tết cái gì nhỉ? Tết Thanh Minh đấy, Tết Thanh Minh đúng rồi, Tết Thanh Minh đấy các bác. Thì thường thường là sẽ sửa một lần. Như các bác ở dưới xuôi thì không biết như nào, các bác để lại comment cho tất cả mọi người biết nhé. Chỗ các bác như thế nào thì các bác chia sẻ cùng với cháu Tuyên nhé. Rồi, sửa tiếp đi. Dạ, đây mình. Sửa qua một chút xíu thôi, còn sau khi sửa xong thì anh em sẽ đi về để chuẩn bị cơm nước cho
tí nữa bà con đến giúp các bác ạ. Còn một chút xíu nữa thôi, hai anh em làm nốt xong là đi lo cơm nước. Bây giờ cháu Tuyền bảo em Thím đi lấy cái cuốc về để lấp cái đất vào thì nhanh hơn. Bây giờ mà đi tìm cây về cắm cắm chọc chọc nữa thì lâu quá, không mất thời gian nữa. Để tránh gà và bới thôi. Chiều thì sẽ tổ chức lấy cái đất này này, mình làm đánh thành luống xong là đổ phân lợn vào, đổ thật nhiều vào. Cứ đổ càng nhiều càng tốt thì trồng nó mới tốt được. Rau gì cũng vậy thôi các bác ạ, mình làm tâm huyết, làm thật tâm thì nó sẽ có cái kết quả nó mỹ mãn hơn. Còn mình mà làm cái kiểu qua loa thì khoan thua đâu. Làm chống đối thì tốt nhất là không nên làm. Đấy, dấy cái cỏ xung quanh này, đằng nào mình dấy cỏ sạch thì xong úp cái đất vào vào bên là được. Vừa nhanh vừa gọn vừa dễ và đỡ mất thời gian. Đi còn cơm nước tí nữa còn xe người ta còn lên nữa. Như hôm vừa rồi chứ hôm qua nhỉ. Dạ. Anh có hỏi em đây, em kẹp mic vào đi, em nói hơi nhỏ này, em kẹp mic vào. Dạ. Anh có hỏi em một chút về vấn đề là xem là tình hình phát triển kinh tế bây giờ là kiểu như là em muốn phát triển về vật nuôi gì, hay là mơ ước là xem là có muốn nuôi con gì hay không để phát triển cho tương lai bốn mẹ con. Mà. Chia sẻ lên đây để cho các bác, các cô, các chú biết được cái mong muốn của em, thì biết đâu các bác lại hỗ trợ cho gia đình em. Mà. Em thì em cũng mẹ con em sống ở đây thì em cũng không đi làm thuê được, thì em chỉ mong ước có con, các con vật như kiểu con bò này, lợn này các kiểu để nuôi. Vấn đề là bò hoặc lợn thôi, mình chỉ lựa chọn ít thôi, nhưng mà thường ở đây bà con thì nuôi nhiều, nuôi... mục đích là lấy phân nhỉ. Vâng, nuôi bò. Nhưng mà anh cũng nuôi dê đẹp ấy. Vâng. Hiện tại anh cũng đang xây dựng cho em Xính Què. Vâng. Xính Què đang nuôi dê. Đang mới sửa đầu xây dựng thôi. Vâng. Hiện tại đang nuôi 3 con. Thì nếu mà nuôi dê thì anh tính về kinh tế thì nó sẽ phát triển nhanh hơn là mình nuôi bò. Vâng. Nuôi bò ngày xưa thì như các thước phim thì cháu Tuyên đã nói rồi. Có lẽ là em ở đây thì em cũng sẽ biết. Anh Xá cũng đang nuôi bò. Vâng. Nhưng mà nuôi bò thì anh thấy vất vả quá. Vâng. Sáng 4 giờ, 3 4 giờ sáng mà dậy lóc cóc đi tìm cỏ bò mệt lắm. Xong thì cỏ bò phải lấy cỏ nó phải non nhé. Vâng. Xong lấy vất vả lắm. Bây giờ mình đi làm trâu làm bò cho bò rồi. Ngày xưa là trâu bò là nuôi để phục vụ mình, nhưng bây giờ là mình đi phục nó rồi. Mình phải tìm cách nào để mà phát triển thay đổi ấy. Đừng có cứng nhắc quá. Không phải cái gì cứng nhắc thì cũng tốt đâu, nhưng mà cơ bản là nó phải xem xu hướng của xã hội. Vâng. Bây giờ là nuôi dê mới là cái biện pháp để về dê thì nó phát triển nhanh hơn. Vâng. Và cái khối lượng ăn của nó cũng sẽ ít hơn. Em vâng. Tính một con bò thì khối lượng ăn nó bằng khoảng 5 con dê. Vâng. Ấy vậy thì mình nuôi dê thì ví dụ 5 con thì mình tính khoảng 4 con cái và một con đực thì nó phát triển cực nhanh. Vâng. Một năm nó có thể đẻ một đến hai lứa. Đấy, dê thì nó rất là nhanh. Do vậy là anh nghĩ là nuôi dê là phương án chuẩn nhất ở trong các cái địa phương hiện tại bây giờ. Giá trị thị trường nó cũng cao nhá. Em muốn bán rất nhanh. Vâng. Ví dụ em bán một con dê là một con là khoảng một cân là bây giờ nó rơi vào khoảng độ 150. Thế thì so với con bò thì bây giờ cân hơi nó chỉ đâu đấy có 60-70 nghìn một cân thôi. Vâng. Mà trong cái nuôi bò vất vả lắm. Thôi làm đi. Vâng. Đấy, nghiên cứu xem nếu các bác hỗ trợ được thì hỗ trợ cho em một đàn dê, tại vì bây giờ thì cái số lượng gạch mà cháu Tuyên mua cho em Thím thì vẫn còn dư. Bốn mẹ con thì bây giờ em Thím thì chắc chắn là để đi làm thuê thì không đi được rồi, bởi vì là ba đứa con còn rất là nhỏ, nếu mà đi làm thuê thì nó rất là khó các bác ạ. Tại vì các bác cũng thấy đấy, một mình em là con gái nên em phải chăm các con, với lại bây giờ em đi thì không có ai gửi con cho ai được cả. Nhưng mà thì đấy, như các bác cũng biết đấy, từ đầu đến giờ là bố mẹ chồng cũng không có tạo điều kiện cho em và cũng không có mấy ưa em, nên là
khó. Đất thì chia cho đấy, các bác thấy đấy. Bình thường nếu mà chia cho các con thì phải chia đều, chia đúng và chia đủ. Bây giờ chia trong chỗ này thì thực ra thì nếu nó có hơn không thôi. Biết rằng là nó cũng được, thế nhưng mà nó hơi ai oan cái là so sánh với các anh em trong nhà thì thực sự là không có bằng cho lắm. Tuy nhiên thì cũng đỡ hơn là anh xá cụt. Anh xá cụt từ lúc đầu đẻ ra thì lại vứt mẹ đi buồng chuối rồi, đi khóc chuối rồi, nên là lớn lên chả được hưởng cái gì luôn, chỉ là coi như không có con luôn. Một cái ngày mà em xá chia sẻ về cái lịch sử và cái câu chuyện của em xá từ những ngày đầu tiên cũng không biết là nguyên nhân cái tình như thế nào. Được rồi đấy nha. Vâng, được anh ạ. Thế thôi. Bên không này ạ. Nó có vào đâu. Không vào chắc đây. Không vào đâu, cỏ nhiều. Thôi, đi về đi, cơm nước rồi. Vâng. Đi lo cơm nước cho anh em. Vâng. Mua. Anh thấy ở nhà chả có rau gì, không biết là tìm rau đâu về để ăn. Vâng. Rau rừng hả? Không. Mua. Mua. Về tìm rau về làm cơm các bạn ạ. Đây này, gạch còn dư rất là nhiều các bác ạ. Gạch còn dư đâu đấy khoảng gần 200 viên đấy. Anh đi mic. Đấy các bác tài trợ cho em Thím thì giúp đỡ cho em và tài trợ cho em một đàn dê để em phát triển kinh tế. Đấy là phương án tuyệt vời nhất thôi. Còn như một số gia đình các bạn không muốn thay đổi và thậm chí là các bạn chưa có kinh nghiệm trong vấn đề chăn nuôi thì các bạn vẫn muốn là nuôi bò. Một trong những cái bước đi khá là quen thuộc. Bởi vì nuôi dê thì nó là cái hướng nuôi mới. Hướng nuôi mới đối với bà con chưa nuôi. Còn với những cái địa bàn khác ấy, người ta đã nuôi cách đây hàng trăm năm rồi. Do vậy là nuôi dê nó cũng là cái phương án để mà phát triển kinh tế. Vì nuôi bò thì nó cũng hơi khó, bởi vì bò thì mình phải nuôi thật nhiều và cái sức lao động của mình phải tốt. Đây thì một mình em Thím thì nuôi dê thì như các bác cũng thấy thì em Xính cũng có thể đi cắt cỏ được, bởi vì là dê thì ăn rất là tạp. Đây này, cây cỏ xanh mướt xung quanh nhà này thì cứ chặt lấn lộn vào là nó ăn tất. Còn bò thì không được, bò thì bắt buộc mình phải tìm cái loại cỏ nó phải cắt thật non. Cắt thật non và cắt cái loại nào mà nó ăn cơ. Còn những cái loại nó không ăn thì khó lắm. Gà khâu đây. Ủa chà chim mua. Chim mua gà khâu. Bây giờ bắt đầu nhóm bếp rồi. Chuẩn bị lên lửa nấu cơm. Anh chả thấy rau gì cả. Chả thấy rau gì, không biết là làm gì. Em Xá cũng đang chuẩn bị lên rồi các bác. Em Xá hôm nay đi chặt cây. Xíu nữa chắc sắp về rồi. Đi hai vợ chồng đi chặt cây về để rào vườn ấy các bác. Chặt cây vầu ấy, cái đồi vầu mà trước cháu Tuyên cùng với em Xá đi tìm măng ấy các bác. Bây giờ em với vợ em là đi chặt về để rào vườn. Đang mượn được một cái mảnh đất nhỏ ở dưới này thì hai vợ chồng rào lên để trồng rau thôi. Mất mượn đất trồng thôi. Vì bà con chỗ nhà anh Tủa kia anh bán đất cho anh Xá thì cũng đi làm công ty rồi. Nên là không có ai canh tác thì cho không thôi. Cho không để canh tác, không phải là cho đất thôi nhé các bác. Cho mượn để canh tác, trồng rau để ăn thôi. Này không biết dùng làm gì. Cái này để em gì đấy? Cái đấy cái con mèo của em đây, trước nó không ở nhà ấy. Con mèo á? Vâng, em lấy ôi về giời là ôi. Nó cứ đi kiểu là đi nó không về. Ừ. Không biết về nhà. Xá về đây này, đây các bác. Tao ra. Được à? Được rồi. Ui giời, sao cái áo rách thế? Kiếm đôi cái áo này đi. Áo nhà mình. Áo nhà mình á? Ừ. Lấy đôi áo, sao đâu xem chặt được mấy cái, chặt cái bé đi. Chặt
chặt đi đúng cọc lấy cái lưới kia căng lên làm rau. À anh tưởng là chọc chặt cái này về để mình bổ xong rào luôn chứ? Không phải, em làm như kiểu. À làm như kiểu em thím này. À, hợp lý. Mà đất kia anh Tủa cho mượn chưa? Anh Tủa em cũng đi nó cho mượn. Cho mượn à? Chào các bác, đi lâu lắm không gặp em xá rồi. Này nhìn thấy cái mặc cái áo tè tùa quá các bác, nhưng mà áo lao động. Mượn đâu ra cái áo này đấy, mặc ngược đấy chứ. Có tiền không đấy? Không, không có. Ui dồi, có đây này, 400 nghìn này. Chào các bác đi. Chào, xin chào tất cả các bác, các cô, các chú và các mạnh thường quân. Ừ. Nhìn đẹp trai hẳn, hôm nay đi với vợ, vợ vừa đi xuống rồi. Vợ em xá thì ngại lên hình các bác ạ. Con gái mà ai cũng có cái kiểu như là cái tự ái của mình ý. Nhìn thấy anh em quay phim thì cũng hơi ngại, nhưng mà vào đây thì cũng chào hỏi đàng hoàng thôi. Vợ em thì rất là hiền. Cơ bản là hai vợ chồng thương nhau mà biết đùm bọc, biết làm ăn như thế thì các bác cũng vui. Thật sự là thấy hoàn cảnh gia đình xá thì biết là em không may mắn, nhưng mà em cố gắng và nỗ lực hết mình trong cái quá trình phát triển kinh tế thì các bác vui mừng lắm. Các bác quả vui lắm, nhìn thấy em xá biết làm ăn thế này vui lắm. Bây giờ thì chuẩn bị là em xính là lên kế hoạch để phát triển kinh tế. Trước mà em nuôi dê tốt, bây giờ em xính nuôi dê sướng lắm. À, bây giờ... Nó nhàn. Đúng rồi. Nó nhàn xong thì kiểu nuôi dê thì nó dễ hơn là nuôi bò. Đấy. Dê thì mình không có thời gian đi cắt cỏ thì mình thả đi vẫn được. Ừ. Đấy, xính bây giờ là cứ sáng dậy về nấu cơm cho con đi học. Đi học xong thì mới về, mới bắt đầu đi cắt cỏ thôi. Khoảng 8 giờ đi cắt cỏ, một lúc về thì bắt đầu đi làm. Làm lên quanh ở xung quanh nhà. Xong thì bà con có việc gì thì khoảng 8 giờ thì đi cắt cỏ, thì cũng cắt đơn giản lắm mà. Đi ra khỏi cửa là cắt được cỏ rồi, riêng cỏ dê ấy, nó dễ dàng lắm. Cỏ dê thì nói chung là tất cả các lá cây nó đều ăn hết. Ừ. Đấy. Do vậy là nuôi dê này, thực ra nuôi dê thì nó bất lợi cái là mình muốn lấy phân thì nó cũng hơi ít. Đúng rồi. Đấy, lấy phân hơi ít, nhưng mà kể ra thì trong một làng mà cũng hàng trăm hộ dân thì ít nhất là cũng có mấy chục hộ nữa nuôi bò, nên là không phải lo phân thì không phải lo mấy. Với lại bây giờ cũng ít người dùng phân chuồng mà, đa số là dùng phân phân đạm. Mà nhà uống nước đi. Các con vẫn đi học chứ? À. Bây giờ xe đang lên rồi, thì anh em mình ở nhà để chờ xe lên là hạ đồ xuống. Hôn nhau một tí. Xe hôm nay chở tôn với lại gạch ốp lát à? Ừ. Tôn, gạch ốp lát với lại một xe bột nữa mà. À. Cái bác em thím bảo bây giờ không đi ra chợ được, xe thì hỏng rồi, nên là gọi anh Xá ra để đuổi gà. Đây, Xá đây. Đuổi nó vào trong nhà kia. Ừ, đây anh đây chặn ra để tìm một bữa cơm có thức ăn này, tại vì là bây giờ đi ra chợ thì không có. Cháu Tuyên sáng này đi thì đi đi sớm quá nên là không mua được gì. Với lại đi mua gạch ốp lát rồi các thứ thì cũng không có đủ thời gian để đi mua cái thức ăn nữa, nên là về để vất vả cho em. Từ từ nỉa ố nỉa là o nỉa chỉ dọ nỉa xưa nào nỉa xưa nào chú chỉ dò nè ố nỉa xưa chỉ dò nét nỉa nè ố nỉa xưa nào. Đây, lại chạy lên đây rồi. Đây, đi đây rồi. Đi vào đây rồi. Vào chuồng rồi. Được, kệ nó, cho nó ở đấy. Nó đang ở trên chỗ cái chuồng lợn đấy các bác. Đấy.
chậm quá. Là về chết một con gà thôi. Đấy, hai anh em đang bắt gà về để mổ đấy các bác ạ. Nhẹ đi nhé. Nhẹ là. Ồ. Được còn bao nhiêu cân? Gà ta đấy nhỉ. Vợ em về nhà làm gì? Vợ em về em cũng đi chặt cây về để làm cái vườn để làm rau xong rồi vợ lấy cây đi về xong rồi vợ mới lên anh ạ. Ừ. Đợi xe về vợ mới lên đúng không? Đợi xe chở tôn đến thì vợ mới lên hỗ nhau để bóc. Ừ. Đấy mọi lần thì các bác thắc mắc bảo là không thấy vợ chồng em xá đâu. À, mọi lần thì em xá với lại vợ của em lên hộ thì cháu Tuyên không có ở đây để ghi hình cho các bác xem thôi. Chứ thực chất thì ngày đầu tiên đến giờ là hai vợ chồng em xá là vất vả nhất đấy. Vừa phải hoàn thành vườn nhà, vừa phải giúp đỡ em thím nữa. À, có đậu ăn đấy á? Đi xem vườn đậu của em thím tí các bác này. Đợt trước thì em trồng đậu tương ở đây. Anh em đi nhặt rau về để làm cơm trưa đây. Đang đợi xe. Xe hôm nay đường hơi lầy này, có lẽ là đến hơi muộn đấy. Chắc khoảng 1:30-2 giờ em về đến đây. Rậm rạp lắm nhỉ. Đầu tương nhổ hết chưa? Được nhiều không? Đấy, cứ chịu khó thì cái gì cũng có ăn. Ở trên này thì đa phần già hết rồi. Sao để nó già thế? À, ăn không kịp đúng không? Cái già quá thì sau này mình để làm giống thôi nhỉ. Bốn mẹ con thì cũng không ăn bao nhiêu. Kể ra cũng ăn ít thôi nhưng mà cái đậu này nó chín đấy các bác. Nó chín là nó chín hết luôn chứ không phải là nó chín theo kiểu là từ từ. Có phải là mình trồng cùng một lúc thì tất cả cây nó đều ra hoa và có quả thì nó chín cùng một lúc luôn nên là ăn nó không kịp. Nên em bảo là bốn mẹ con thì ăn ít thôi, còn lại thì để nó già xong là mình làm giống với các bác. Sang năm mình lại trồng tiếp thì sẽ không phải mua nhiều nữa. Rau cải thì tàn rồi. Hoa chị nhìn chưa? Hả hoa chị? Xì là mù chế đó. Cú thả nà. Rồi cho em thím nhặt để cho Tuyên đi xem cái nồi cơm đó. Không em xá một mình lại tí không nhấc được nồi cơm xuống các bác ạ. Em đi làm việc của em đi để anh với xá tước. Đây đây. Đây. Đấy. Này các bác này, tước đỗ để làm cơm trưa đây. Đằng nào cũng đợi xe này, anh em nấu cơm đợi luôn. Sao hả? Một tủ cam. Chỉ nói gì tao lỡ. Nói gì tao. Cái đỗ này là đợt trước các bác gửi cho ấy. Hình như là cháu Tuyên không nhầm là bà Nguyễn Hồng Minh gửi cho em thím một túi.
cùng với cả em Xính nữa, mỗi người một túi là em Thím bây giờ trồng được ăn đấy các bác này. Còn lại thì cái già là để làm giống. Làm giống sang này. Xem nồi cơm nhá, xem xoay nó nhá. Giữ được không chín.